Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nha anh em. Và nếu anh em là thích cái video này hãy cho mình một like nhé, một comment và một chia sẻ nha, nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Rồi, link tải tại game mode mình sẽ để phía dưới phần mô tả phần comment dành cho anh em nhé. Thì mình đang vẫn đang làm một cái nhiệm vụ đua Heroic anh em ạ, đang đua mình đua chậm mất 2 ngày nên nên cái tốc độ bây giờ đua nó không nhanh. Ở đây rồi, chúng ta lên 5 năm rồi anh em nhé. Và tôi đang ở nốt 1 5 năm đó, qua rồi đấy, ấn vào mất khoảng 10 phút mới qua được anh em ạ. Nhiệm vụ đúng khó luôn, nhiệm vụ 2 chắc không phải hồi đâu à. Nào lấy coin, lấy coin nào, lấy coin nào, lấy coin nào. Mình thích một cái con ở trong cái sự kiện nên mới quá, ta cố gắng lấy à. Đấy 17 rồi, đợi cái này thôi, cái đợi nó sẽ hơi lâu. Sự kiện mới có một con đẹp, con này quỷ vương Scraven anh em ạ, đẹp quá, hét vô mặt anh em ạ, đẹp thật sự luôn. Rồi sao được cái này lâu quá nhỉ, cái lấy phút này không bao giờ là nhanh cả, tôi nói thật anh em, nó không bao giờ là nhanh luôn. Ok đây còn lấy coin này, Michelin. Con này trong cái sự kiện đấy mà anh em. Walking Dead Michonin Mission. Sự kiện Walking Dead anh em ạ. Ok, nhưng mà mình không lấy rồi. Buồn rồi. Chưa không chơi nên tôi cũng không lấy được, phải chấp nhận thôi. Thôi leo rank vậy biết làm sao. Còn 4 giờ là kết thúc thì làm sao mà lấy kịp, chẳng thể kịp được luôn. Đố kịp rồi luôn anh em. Rồi lấy coin nào anh em. Được một cái không phải lấy coin mà lấy phút nào anh em. Bia vào đấm nhau tiếp trong đấu trường nào. Ok chưa, con kia hồi sinh rồi, con kia vừa hồi sinh hôm qua xong. Hôm qua vừa chết xong. Ok anh em, chiến đó. Rồi. Chiến thần. Ấy 3/20. Ok. Chiến anh em ơi. Chiến 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 chiến. Con này mình có thể cân được hết anh em ạ. Nha. Ok, chúng ta ra ngoài lấy phút đã. Tính sau. Cái phút vẫn là cái quan trọng nhất của mình hiện tại. Đấy, 700. Cái gì này? No, no. Không, 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 không. Tôi không quan tâm cái này luôn. 35, ồ, tìm ý thích nhỉ. Chuyến đi em. Rồi. Chiến thần của mình vẫn đang cân anh em ạ. Mewtwo Super Mega hoặc bất kỳ cái gì đấy. Ok anh em, Pure Energy tấn công luôn. Lên ấy, 9/40 anh em ạ, chiến luôn. War Fist đấy, đấm tiếp. Ok chưa, đu xuồng CM
là đua xuồng à? Đua xuồng hay cái gì đấy? Hồi sinh à? What the fuck? Có khả năng hồi sinh nhưng mà hồi sinh người chết à? Kinh đấy. Ok anh em, đấm nhau. Claim này. Hiện tại tôi sẽ được là 12, 20, 34, 38, 44. Đó, ok. Đấy hết. Mấy cái này đơn giản mà. Mấy cái này đơn giản đánh thôi. Ui, được có 3 trên đây. Thật là vãi chưởng thật sự luôn. Chiến đấm một con sóc. Bọn này bây giờ leo rank dễ thích nhỉ, chẳng khó khăn gì mấy đúng không? Ok, pua lại lên 13/20 anh em. Có một trận nữa. Rồi. Tạm thời tôi phải dừng lại đây thôi. Tại vì cũng không thể lên được. Đùa thế. Làm sao mà đánh hết được. Hy vọng là chúng ta sẽ lấy được con rồng thôi. Còn con skill vàng này thì chắc là khó lắm rồi. Hai Fami ạ. Con dày rồng vàng đây. Hy vọng sẽ lấy được con rồng vàng này thôi. Rồi nhá. Xin chào lại anh em. Bye bye.